bản chất của con chó Phú Quốc là đi săn. Nhìn nó bắt được xong nó vần. Đây là con chuột chết rồi đấy. Rất nhanh, mẹ ảm chuột chạy những cái nó lao sao nó làm cái phục của pháp. Chó Phú Quốc, thành phố Nam Định. Làm cái vèo phát mẹ con chuột chết luôn. Nó gần lớn hơn con mèo. Con biết con chuột không? Hay nó chỉ nghịch thôi. Chán rồi. Chết là bỏ đi. Kì kì.